Liều trai chí dị, Phòng văn thục. Đặng Thành Đức, người phủ khai phong, du học đến đất duyện trọ trong một ngôi chùa hư nát, chép thuê cho người làm sổ đinh trong vùng. Cuối năm, đám nhà dịch ai về nhà nấy, riêng Đặng thì ở lại, thổi cơm ăn trong chùa. Đến tờ mờ sáng, một thiếu phụ nhan sắc tuyệt đẹp gõ cửa đi vào, đến trước bàn thờ Phật đốt hương, lễ bái rồi đi ra. Hôm sau, lại cũng làm như vậy. Đang đến giữa đêm, Đặng dậy khêu đèn vì có việc cần làm, thì nàng đã đến từ sớm rồi. Đặng mới hỏi, sao đến sớm thế? Nàng đáp, chờ sáng tỏ thì người tới lộn xộn, không bằng lúc đêm hôm. Đến sớm quá lại sợ quấy rầy giấc ngủ ngon lành của anh. Vừa trông thấy đèn sáng, biết anh đã dậy nên tôi đến thôi. Chàng mới nói đùa, chùa không có người, ở lại mà nghỉ cho đỡ đi lại vất vả. Thiếu phụ cười bảo, chùa không có người thì dễ anh là ma chăng? Đặng xem chừng có thể sàm sỡ được, đợi lễ bái xong liền kéo nàng ngồi lại mới đòi ra hoan. Nàng nói, trước bàn thờ Phật làm thế sao được, tấm thân đã chẳng có chốn nương náu, lại còn mơ tưởng vẩn vơ. Đặng cứ nài nỉ mãi không thôi, nàng mới nói, tại một làng kia cách đây 30 dặm có 6-7 trẻ em mời thầy dạy học mãi chưa được, chàng hãy tới đó hỏi thăm nhà ông Lý Tiền Xuyên, có thể được đấy. Hãy nói dối là có vợ mang đi theo, nhờ họ thu xếp một gian nhà, thiếp sẽ thổi cơm nấu nước cho chàng, ấy mới là kế lâu dài. Đặng sợ việc bại lộ sẽ mang tội, nàng mới bảo, không ngại, thiếp họ Phòng, tên là Văn Thục, định không có ai thân thuộc, quanh năm ở nhờ nhà ông cậu, có ai biết đâu. Đặng sau khi giã từ nàng, liền tới ngay làng nọ yết kiến Lý Tiền Xuyên. Quả nhiên bàn tính xong xuôi, hẹn sẽ mang gia quyến đến ngay sau Tết. Chàng quay về chùa báo tin cho thiếu phụ biết, nàng hẹn sẽ đứng chờ ở giữa đường. Đặng bèn từ biệt bạn bè, thuê ngựa mà đi. Quả nhiên đến nửa đường thì gặp nàng, bèn xuống ngựa trao dây cương cho nàng cầm, dắt ngựa cùng đi tới phòng học, cùng sống chung rất vui vẻ tương đắc. Ở với nhau 6-7 năm, rõ ràng cầm sắc hòa hợp, cũng không có ai theo dõi bắt bớ gì, nàng mới sinh được một đứa con trai. Đặng vì vợ ở nhà không sinh đẻ, nay lại có con thì mừng quá, đặt tên là Duyên Sinh. Thiếu phụ mới bảo, tự kết đôi chung quy cũng khó thành chuyện thật, thiếp sắp từ giã chàng ra đi, lại sinh ra cái thai của nợ này, chẳng biết tính sao đây. Đặng mới bảo, đang tính nếu số mình khấm khá, dành dụm được ít tiền sẽ cùng nàng trốn về quê, sao lại thốt ra như vậy? Nàng mới đáp, cảm ơn, tôi không thể so vai rụt cổ cười lấy lòng để mong chị cả bao dung được. Làm vũ em cho người, trẻ nó khóc oe oe, khó mà chịu nổi. Đặng thanh minh rằng, vợ mình không ghen, thiếu phụ cũng chẳng nói gì. Hơn một tháng sau, Đặng giải tán lớp học, bàn với con trai Lý Tiền Xuyên cùng xuất lực đi buôn. Chàng mới nói với nàng, tôi nghĩ làm thầy giáo, mở lớp dạy học chắc không bao giờ giàu có được, nay tập đi buôn còn mong sẽ có ngày khá giả về quê. Nàng cũng không trả lời. Đến tối, bỗng thiếu phụ bế con dậy mới Đặng hỏi, làm gì thế? Thiếp muốn đi. Đặng vội trở dậy chạy theo để hỏi, nhưng cửa vẫn chưa mở mà thiếu phụ đã biến mất rồi. Đặng sợ hãi hết sức, mới biết rằng cô ta không phải là người. Vì hình tích của nàng cũng đáng nghi nên Đặng không dám nói với ai, chỉ thác cớ là vợ mình về thăm bố mẹ. Trước đây Đặng rời nhà ra đi, có hẹn với người vợ họ lâu rằng cuối năm sẽ về. Thế rồi mấy năm không có tin tức gì, lại nghe đồn chàng đã chết. Người anh vợ nghĩ rằng em mình không có con, muốn cho em gái tái giá. Lâu thị hẹn đợi 3 năm nữa, hàng ngày nàng chỉ vò võ phòng không, làm nghề kéo sợi để sinh nhai. Một hôm trời đã nhá nhem, nàng ra đóng cổng ngoài thì gặp một thiếu phụ sộc vào, trong lòng ấm một đứa bé đang nằm trong tã, mới nói rằng, tôi từ nhà mẹ đẻ trở về, đến đây vừa tối, được biết chị ở một mình, xin nghỉ nhờ một đêm. Lâu thị mời vào. Đến nhà trong, nhìn kỹ mới biết là một người đẹp, tuổi chạc ngoài 20 mới lấy làm mừng, để nằm chung giường và đùa với em bé.
thấy đứa bé trắng như hòn bột, bèn than rằng: mụ quá này lại không có được một mụn con như vậy. Cô gái mới bảo: tôi đang hiềm vì nỗi nuôi nó phiền hà quá, muốn cho Quách chị làm con nuôi để nối dõi về sau, chị thấy thế nào? Lâu thị mới đáp: chẳng nói gì đến chuyện cô không nỡ lòng dứt tình máu mủ với cháu, dù có thế thật tôi cũng không có sữa đâu mà nuôi. Cô gái nói: có gì đâu, ngày sinh cháu tôi cũng lo mất sữa, chỉ uống nửa liều thuốc là công hiệu ngay. Này vẫn còn một nửa liều ở đây, xin để biếu chị. Bèn lấy ra một gói đặt trước cửa sổ. Lâu thị cũng ừ ảo cho qua, chưa nghĩ ngay được có điều gì khác lạ, đã ngủ mất rồi. Khi tỉnh dậy gọi lên thì đứa bé vẫn còn đó, mà cô gái đã bỏ đi rồi. Nàng mới sợ quá, đến nửa buổi đứa bé đói quá kêu khóc. Lâu thị bất đắc dĩ phải uống thử tễ thuốc kia, chốc lát mới có sữa xuống cho đứa bé bú. Hơn một năm sau, đứa bé dần dần bụ bẫm, học nói bi bô. Nàng yêu mến chẳng khác gì con của mình, do đó định cải giá mới thôi hẳn. Chỉ khốn nỗi từ sáng sớm đã trở dậy bế con, không làm ăn được gì nên ngày càng túng quẫn. Một hôm cô gái bỗng lại tìm đến. Sợ cô ta đòi lại con, Lâu thị trước hết trách ngay cái tội ra đi không nói với mình, rồi mới kể đến nỗi khó nhọc nuôi nấng đứa bé. Cô gái cười: chị kêu ca khó nhọc để tôi không đòi con nữa chứ gì. Bèn vẫy gọi đứa bé, nó mới khóc xà vào lòng Lâu thị. Cô gái nói: con nghe con không chịu nhận mẹ của nó nữa rồi, của này dẫu có trăm lạng vàng cũng không thể đổi được, hãy đem tiền ra đây, ta sẽ làm khoán nước hẳn hoi. Lâu thị tưởng nói thật, mặt đỏ bừng. Cô gái mới cười: chị chớ lo, em lại đây chính vì cháu đấy. Sau khi ra đi, lo chị không có gì nuôi cháu nên mới tìm đủ mọi cách dành dụm được hơn 10 đồng vàng đem đến đây. Bèn trao cho Lâu thị. Lâu thị sợ rằng nàng trao tiền xong thì sẽ có cớ để bắt con lại nên nhất quyết từ chối. Cô gái đặt số vàng giữa giường rồi ra cửa đi thẳng. Nàng bế con theo ra thì đi đã xa rồi, gọi cũng không ngoái lại. Ngờ rằng có ác, nhưng được số vàng đem buôn bán kiếm lời, cả nhà cũng no đủ. Đến 3 năm sau, đặng buôn bán dư dật, sắm sửa hành trang trở về nhà. Đang chuyện trò an ủi vợ, đặng thấy có đứa bé mới hỏi con ai. Vợ kể lại duyên do mới hỏi rằng: tên là gì? Mẹ nó gọi là Duyên Sinh, thiếp vẫn giữ y tên như thế. Chàng sừng sốt mới bảo: thế thì chính là nó con ta rồi. Lâu mới hỏi ngày giờ nàng ra đi, thì đúng vào đêm thiếu phụ bế con đến nhà. Đặng lần lượt kể lại những chuyện giữa mình với Phòng Văn Thục, vợ chồng càng thêm khuây khỏa vui mừng. Còn mong cô gái có dịp trở lại, nhưng rốt cuộc vẫn biệt tâm.